Cây đơn kim không chỉ được nghiên cứu sử dụng trong đông y, mà trong dân gian cây đơn kim được sử dụng rất là rộng rãi và phổ biến. Tên chính thức trong đông y được gọi là đơn kim, hay còn gọi là đơn buốt quỷ châm thảo. Còn trong dân gian thì cây này có rất là nhiều tên gọi khác nhau, như là cây uh, cúc áo, xuyến chi, bộ binh, càng cua, cây phi tiêu, cúc dại, vân vân rất là nhiều tên. Đấy là những tên trong dân gian thôi. Các bạn chỉ cần nhớ đúng cái tên mà trong đông y người ta thường gọi đây là cây đơn kim nhé. Cây này thì nó có hai kiểu lá các bạn nhé. Một kiểu là nó ra kiểu ba lá như mình đang quay đây. Còn một kiểu nữa là nó có thể ra đến 5 lá hoặc là thậm chí 7 lá đi. Còn đây là năm lá này. Có khi nó tốt nó còn lên đến 7 lá cơ. Nói chung là lá của nó có sự thay đổi các bạn nhé. Cho dù là 3 hay là 5 là 7 gì đó thì tác dụng vẫn như nhau thôi, các bạn đều có thể lấy về dùng với chung một tác dụng. Nó chỉ có sự thay đổi về lá vậy thôi chứ còn về cây rồi là hoa nó đều chả có gì thay đổi đâu cây đơn kim này thì mọc hầu hết ở các nơi Việt Nam thôi Ở đồng bằng hay là miền núi đều thấy xuất hiện Các bạn đi ở ven đường ấy thì thường thấy nó Cây chỉ cao tầm 1 mét đổ lại thôi Phát triển rất là nhanh vào mùa hè và ra nở hoa rất là đẹp Hoa nó nở suốt từ mùa hè đến mùa thu mà Nở quanh năm giống như các loại cây hoa cúc ấy thì cây này nó cũng thuộc họ cúc mà cho nên kiểu dáng nó gần tựa tựa như các loại cây họ cúc khác thôi về bộ phận sử dụng thì tùy vào việc mà các bạn đem về chữa các bệnh khác nhau mà các bạn có thể sử dụng các bộ phận khác nhau trên cây đơn kim này có thể là dùng toàn bộ thân cây hoặc là dùng hoa có thể sử dụng tươi hoặc là khô đều được và đặc biệt là cái cây này Người ta còn sử dụng làm rau ăn các bạn nhé. Người ta hái ngọn non về để mà làm rau ăn. Về tính vị và tác dụng thì đơn kim có vị đắng, nhạt, hơi the, tính mát, vào hai kinh là can, thận. Có tác dụng là thanh nhiệt, mát máu, tiêu độc, sát trùng. Cây đơn kim thì được dùng để chữa khá là nhiều bệnh nhé. Ví dụ như là xương khớp đau răng rồi là chỉ rắn rết cắn này rất là nhiều bệnh. Trước hết là dùng để nấu nước tắm mà chữa mẩn ngứa thì trong trường hợp bị mẩn ngứa ấy, thì các bạn dùng từ 1 cho đến 2 lạng đem về nấu với 4 cho đến 5 lít nước để mà tắm nhá, nấu nước để mà tắm ấy. Còn bã thì các bạn có thể sát kỹ vào để mà trị mẩn ngứa. Còn tiếp theo thứ hai đấy là trị đau răng nhé. Các bạn có thể dùng hoa của cây đơn kim này mà ngâm với rượu rồi sau đấy ngậm để mà trị đau răng. Để mà ngâm rượu thì các bạn có thể dùng tươi hoặc khô nhưng mà tốt nhất là các bạn nên dùng khô đi cho nó dễ dễ dùng nhé. Và liều lượng là các bạn dùng một nắm nho nhỏ tầm 40 gram ấy. Các bạn có thể ngâm với nửa lít rượu mà các bạn muốn ngâm nhiều Thì các bạn lấy một nắm to vào Có thể lên đến một lạng Thì các bạn sẽ ngâm với hẳn một lít rượu đi Hoặc là lít rưỡi Thì một lạng nó ngâm được Từ một lít cho đến lít rưỡi rượu nhá Các bạn nhá Nếu mà không thì các bạn cũng chả cần phải cân đo đâu Các bạn chỉ cần chia ra lấy một phần hoa Và năm phần rượu là được đổ vào đấy mà ngâm thôi ngâm các bạn ngâm tầm một cho đến 2 tuần thi thoảng các bạn lắc cho thuốc nó ngấm ra đều rồi sau đấy là các bạn ngậm để mà chữa đau răng ngậm chứ không phải nuốt đâu nhé tiếp theo thứ ba là trong trường hợp các vết thương bị sưng đau này hoặc là bị rắn cắn hoặc là sâu bọ độc cắn hoặc là bị trĩ nổi mẩn mê đay chẳng hạn trong những trường hợp này thì các bạn có thể dùng lá đơn kim, lá tươi các bạn dã ra để mà đắp hoặc là sát vào kết hợp với việc uống trong thì các bạn vừa đắp vừa uống nhé uống thì các bạn dùng tươi hay là khô mà sắc uống các bạn dùng toàn bộ cây đơn kim này đem về băm nhỏ phơi khô mà sắc uống nếu như khô ấy, thì các bạn dùng với liều là từ 16 cho đến 20 gram còn tươi ấy, thì dùng với liều là 60 cho đến 80 g đem về mà sắc nước uống. Để mà kết hợp với việc đắp ngoài hoặc là sát ngoài ấy, mà chữa các trường hợp như là rắn cắn này, sâu bọ độc cắn này, rồi là các vết thương sưng đau, các bệnh ngoài da nó mẩn ngứa nổi mề đay Cũng có thể là bị thương, bị trĩ vân vân. Trong những trường hợp này là các bạn dùng kết hợp như vậy nhé. Và tiếp theo thứ tư là trong các trường hợp mà các bạn bị viêm họng, sưng họng phát sốt hoặc là viêm ruột, tiêu chảy, lị hoặc là viêm thận cấp. Các bạn cũng có thể dùng cái cây đơn kim này đem về sắc uống với liều lượng cây khô là từ 16 cho đến 20 gram. Nếu mà dùng tươi thì 60 cho đến 80 gram. Đấy là ở Việt Nam mình còn rất là nhiều nước trên thế giới người ta cũng nghiên cứu đưa vào sử dụng cũng như là việc sử dụng trong dân gian ở các nước khác người ta cũng đều sử dụng nhé. Và cụ thể là ở Trung Quốc ấy, thì theo kinh nghiệm nhân dân Trung Quốc thì cây đơn kim được dùng để chữa lị tiêu chảy viêm ruột, họng, sưng đau, nấc, ngộ độc, với liều dùng là ngày uống từ 4 cho đến 16 gram dưới dạng thuốc sắc. Đấy là dùng khô nhé. Còn dùng ngoài thì người ta không kể liều lượng đâu. Cứ đem về mà giã nát để mà đắp vào thôi. Trong các trường hợp như là bọ cạp cắn này hay là nhện độc cắn này rồi là rắn cắn này. Thì mình cũng thấy nó khá là giống với ở Việt Nam mình nhé. Còn tiếp theo ở Philippines thì lá đơn kim được dùng để làm rau ăn hàng ngày và có tác dụng là phòng bướu cổ như vậy là việc lấy ngọn làm rau ăn thì cũng giống như ở việt nam mình thôi còn tiếp theo là ở malaysia thì nước hãm của đơn kim dùng để trị ho thì ở việt nam mình cũng hãm để trị ho nhé ở mexico đơn kim chủ trị đái tháo đường và rối loạn thần kinh, làm thuốc bổ thần kinh và để trị trầm cảm, mệt mỏi trí não dưới dạng trẻ. như vậy là ở mexico thì người ta có sử dụng khác. còn tiếp theo ở brazil thì lá đơn kim làm thuốc săn da, trị vết thương, vết loét và sưng các tuyến dưới dạng thuốc đắp. còn dùng để trị sốt rét nhiễm khuẩn đường tiết niệu và họng. Vậy là ở bờ Brazil thì chị có một chút tác dụng giống ở Việt Nam mình thôi. Còn tiếp theo là ở Peru thì nước sắc. Nước sắc của toàn bộ thân cây được dùng để mà trị vết thương. Còn nước sắc của rễ thì lại được dùng uống để mà trị run. Bệnh gan do nghiện rượu, vô niệu và đau kinh vậy là ở peru cũng chỉ có một chút tác dụng giống ở việt nam mình thôi ngoài ra người ta dùng để chữa các bệnh khá là khác còn tiếp theo là ở nigeria thì dịch ép hoặc là nước sắc lá đơn kim dùng để trị viêm ruột kết và tiêu chảy dịch ép lá tươi của toàn cây thì dùng để trị đau tai chảy máu và các phản ứng viêm ở ruanda thì lá đơn kim được dùng để sát khuẩn, trị viêm phổi, ghẻ cóc. Ở Papua New Guinea thì nụ hoa nghiền nát để mà dùng ngoài, để mà rút mủ khỏi các nhọt. Cồn thuốc từ hoa và lá thì ngậm để mà trị đau răng. Bờ biển ngà thì dịch ép lá để mà nhỏ vào tai trị đau tai. Như vậy các bạn cũng thấy là các nước trên thì cũng chỉ có một chút tác dụng giống Việt Nam mình thôi. Ngoài những nước mà mình kể trên thì còn khá là nhiều nước khác người ta cũng sử dụng rộng rãi trong y học dân gian để mà làm thuốc giảm đau, nước sắc, nước hãm hoặc là dịch ép người ta dùng để chữa ho, đau thắt ngực, nhức đầu, sốt, đái tháo đường, táo bón, tiêu chảy, run đường ruột đau dạ dày, đau răng, ngộ độc, đau cơ, người ta cũng dùng ngoài để mà nấu nước tắm trị ngứa và đau thấp khớp rồi là vo nát đôi khi là hơi nóng trên lửa để mà đắp trị viêm, bỏng, trị các vết thương, vết loét. Như vậy các bạn cũng thấy là có rất là nhiều nước trên thế giới người ta cũng sử dụng cây đơn kim này trong đấy mà những tác dụng mà gần giống với việt nam nhất đấy chính là trung quốc cũng sử dụng với những bài thuốc và tác dụng gần như là việt nam mình dùng vậy còn nhiều nước khác trên thế giới người ta có sử dụng khác đi nhưng mà đối với việc dùng ngoài thì cũng gần tương tự như việt nam mình đấy là trị mụn nhọt rồi là các loại côn trùng khác đốt và các bài thuốc về cây đơn kim này mình cũng đã nói một cách rõ ràng rồi nhá các bạn chưa xem kỹ thì có thể xem lại nhá